rồi mình lấy sữa rồi lấy đồ tiền đâu nữa, đâu không chụp hình đâu. Đúng rồi, cái điện thoại đó coi bên ngoài ngon hả? Ừ, coi nó nhanh. Đúng rồi, cái này lát em lấy cái nó chị đây, cái mấy cái kia là để in thôi, cái in để in thôi hả? Cái điện thoại một chị á. In thôi, còn không thì mấy cái đó đưa chị cài lại cái đó để in hoặc không hỏi á. Đừng coi, đừng có dùng nó nhiều bỏ được mấy iPhone dùng. Hello mấy chị yêu nha. Họ nhìn chị khác gì mà họ cái môn là quá môn nữa, mình không biết nhưng em thấy cái môn nó như vậy luôn á, đúng không? Đúng, thấy không? Phải có khép mới mua được, chứ không khép thì tốn tiền quá rồi. Đừng không chạy ho. Hello mấy chị yêu nha. Hello. Màu lên hôm nay ấm áp quá hả? Ok chị yêu cũng ok chị, cảm ơn. Cái này khen hay chê ta? Hôm nay cái màu nó nhìn nó xinh kiểu nó cũng như hôm qua ấy mấy chứ. Cũng như hôm qua thôi. Đâu khác gì đâu. Rồi mọi người ơi, em lên nha mọi người. Em lên nha. Em lên nha mấy chế yêu ơi. Em ghi là nè, khách bình luận mã kèm giá biết không? Mã giá số hội mở ngoặc khách mới. Rồi. Không có bị không thì toàn là siêu phẩm mấy chế ơi, hôm nay toàn là siêu phẩm thôi nha mấy chế ơi, hôm nay em chi lên toàn là siêu phẩm mọi người ơi. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, một ngày toàn là áo đẹp, mọi người đừng bỏ lỡ nha. Hôm nay là một ngày toàn là áo đẹp, mọi người đừng bỏ lỡ chiếc livestream ngày hôm nay của em chi nha. Livestream này toàn là áo đẹp thôi mấy chế yêu ơi. Livestream toàn là áo đẹp mọi người ơi, vô like cho bài thư sát cho chị nha. Hôm nay là áo đẹp không ạ? Hôm nay mà mấy chế không xem là rất tiếc luôn. Rồi mọi người ơi, đầu like nha mọi người. Mấy cái màu mè đi hả? Rồi mọi người ơi, một con rêu cánh dơi tay bồng siêu phẩm và resize mọi người ơi. Resize tay bồng mọi người nha. 89.000 con này lên giùm em, mã này là mã siêu phẩm cánh dơi. 89.000 lên siêu phẩm cánh dơi mọi người nha. Đỉnh chưa? Em lên chị từ máy tính phải biết nha. 89.000 lên siêu phẩm cánh dơi mọi người ơi. Siêu phẩm cánh dơi mọi người ơi. Rồi một con áo trắng đẹp chưa, trơn đơn giản mới tinh. Resize trơn đơn giản mới tinh mọi người ơi. Quá đẹp luôn nè. 49.000 mọi người ơi. Một của chị nè. Resize đơn giản thiệt đẹp luôn mọi người ơi. 49.000 lên giùm em mã trắng dài tay resize. Vừa resize mọi người nha, mã trắng dài tay. Chị yêu nào vô live thấy em chi thì chấm bài tương tác giùm em chi nha. Chị yêu nào vô live stream thì thấy em chi thì chấm bài tương tác giùm em chi nha mọi người nha. Chị yêu nào vô live stream của em chi thấy thì chấm bài tương tác giùm em chi nha mấy chế ơi. Rồi, chi nay ốm vậy em hả? Em cũng vậy á chứ, ôi cái mặt em sao ốm ta? Cũng vậy nè.
cũng vậy nè chế ơi, đang tăng ký chế ơi, cái bụng một bụ luôn á. Rồi free size mọi người ơi, quá đẹp luôn nè, một em lưới siêu đẹp cho mấy chị luôn nè. Mọi người ơi, mọi người vô like chấm bài tương tác giùm em nha. Free size 69.000 đồng, đỉnh của chóp luôn mọi người, mã 25. Free size mọi người ơi, mã 25 giùm em nha, 69.000 đồng mã 25, 69.000 đồng mã 25. Hôm nay áo đẹp lắm á chế yêu ơi, hôm nay áo rất là đẹp luôn. Ôi đẹp quá chế ơi, đẹp lắm. Mọi người ơi, mọi người thấy em chi không? Mọi người ơi, thấy em chi thì chấm bài lên cho em chi nha. Thấy em thì cho em chi xin một bình luận tương tác đi mấy chế ơi. Thấy em chi thì cho xin một bình luận tương tác nha. Trời ơi, cái đẹp quá. Đẹp quá chế ơi. Có thấy em không mấy chế ơi? Chị em nào thấy em thì bình luận cho em một chấm nha mọi người ơi. Mọi người ơi, có ai thấy em không vậy? Sao vậy ta? Chết rồi, lắp tương tác được rồi. Em thấy chị nha, chị Liên Trần. Mọi người ơi, mọi người thấy em không mọi người ơi? Thấy em không, thấy em không? Trời đẹp quá. Trời đẹp quá mấy chế ơi. Mọi người thấy em chi không mọi người ơi? Trời siêu phẩm mà mấy chế không, không có tương tác gì em chi làm gì, không dám like đâu hết rồi. Siêu phẩm mà không tương tác là em không bao giờ dám like mấy chế ơi. Thiệt sự luôn, đẹp lắm mọi người. Rất là cái là bán lỗ lại 10.000, 20.000 chết em luôn. Giận chết rồi. Lên la lên lên lên. Con này để đâu, để em thấy chị lên mảng như chị. Để xem bán đi. Alo. Ờ đúng rồi em. Số 1 Đinh Đức Thiện. Em nói đó là chị kiểm tra hàng đó nha. Thủy Tú Vĩnh Thái nha. Nó là chị kiểm tra hàng đó nha. Cho chúng nó lừa rồi. Có mấy đứa nó dễ dàng nó lừa. Vĩnh Thái. Đó là dạ bên em kiểm, dạ em kiểm tra hàng đó nha chị. Được được không? Rồi mọi người ơi, tiếp theo cho mọi người nha. 40-55kg đổ về. Chị hỏi áo sọc treo tường hả? À ok chị, 40-55kg đổ về giùm em nha. 40-55kg đổ về mọi người ơi. 69.000 đồng mã 543. 543 giùm em, 69.000 đồng. 69.543 áo sọc treo tường. Áo sọc treo tường tí xíu nữa em bán nha chị yêu nha. 543 giùm em mọi người nha. Hello, bên hội đồng này hỏi 543 giùm em nha, 69.000 đồng mã 543, 40-55kg đổ về. 543 giùm em chi nha mọi người ơi. Rồi. Đẹp quá, một con màu bơ siêu phẩm mọi người ơi. Một em siêu phẩm màu bơ giùm em chi nha mọi người, resize. Mọi người ơi, 55-58kg đổ về, siêu phẩm màu bơ đỉnh của chóp luôn mọi người ơi. 69.000 lên giùm em chi mã 538. Màu bơ 538 giùm em nha. Sắp trở tuần là cái hàng xấu hả chị? 53-55kg đổ về. Rồi lên cho mọi người tiếp theo, một em màu tím siêu đẹp mọi người ơi. Resize mọi người ơi, một em màu tím siêu phẩm vừa resize rút dây nè mọi người, sang không? Resize giùm em 40-50, 60-65kg này, con này có demo luôn nè, đỉnh chưa mọi người? 543 cho chị Bùi Vân Anh. Đỉnh lắm mọi người ơi, cho em xin vài chấm tương tác nha mọi người. Chị Bùi Vân Anh có mình mẻ kèm giá giúp em nha chị ơi. Kèm mẻ kèm giá giùm chị, con này 89.000, con này 99.000, con này lên em mã siêu phẩm tím. Siêu phẩm tím giùm em 99.000 đồng. Siêu phẩm tím giùm em 99.000 đồng nhá. Rồi đây, chính xác con lưới, lưới con sọc lưới này resize luôn. For resize giùm em mọi người ơi. For resize giùm em đẹp quá mọi người, 89.000 đồng mã 247 for resize. Resize 247 giùm em mọi người nhé. 247 for resize 89.000 đồng.
áo em chị mang mã chị mang tí xíu em bán nha, 1 triệu rồi ơi. Lên giùm em mã 247 free size. Siêu phẩm tím 99 nha chị ơi. Siêu phẩm tím 99 nha chị, chị quay thôi chị không mình lại giúp em đẹp nha. Quá chết rồi, con này là một em drop top. Bình thường á con này rút em mấy lần á, con này là đẹp quá. Con này chị lấy không? Một cái drop top siêu đỉnh cho mọi người nè. Đẹp không mọi người, màu xanh coban. Mọi người ơi, 129.000 đồng mã 129 resize tay bồng nha. Vừa resize tay bồng XML mã 129 giùm em, 129.000 dáng drop top. Con này chị không lấy, chị lấy liền luôn. Mã 129 giùm em nha. Siêu phẩm tím chị Bùi Vân Anh. Mã 129 giùm em chơi nè. Đẹp không mọi người? Đẹp không mọi người ơi, đỉnh của shop luôn á mọi người đâu. Rồi tiếp theo, resize đỉnh của shop. Mọi người ơi, sắm cái ngực đằng sau, cái lưng đằng sau quá sang luôn mọi người ơi. Resize con này lên giùm em mã xanh ngọc trai mọi người ơi, con này có dính dơ tí xíu nha. 247 chị Liên Trần. Đỉnh không? Con này dính dơ tí xíu bán 59.000 con này. Lên em mã xanh ngọc trai resize nhé. Xanh ngọc trai for resize mọi người nha, tìm giá cho em chi nha. Xanh ngọc trai gì em chi bị lỗi tí xíu bán 59.000 đồng. Không, phải xuống 1 tháng đi. Dính vô tí xíu thôi. Rồi tiếp theo nè, dáng crop top siêu đẹp, lưới đỉnh không? Size SM 40-55kg đổ về SM. Từ 40 tới 55kg đổ về, chị xem họa tiết xanh trên tường không? Ok chị yêu nhé. Chị xem cái họa tiết cam trên tường, cái đầm hả chị? 40 đến 55, 58, 60kg XML luôn giùm em mọi người ơi, đỉnh chưa mọi người? Dán crop top giùm em nha, siêu phẩm luôn con này luôn mọi người ơi, đẹp quá. Rồi mọi người ơi, con này dán crop top giùm em nha, 89.000 mã 569. 569 giùm em chi, 89.000 đồng, 569 giùm em nha. Để em kiếm cái con ngồi con này, em chưa tìm xem lấy con nó xuống nè. Hỏi con nó nhiều ghê. Rồi tiếp theo nha, resize. Ủa cái sách nắp hồi nãy ta resize mọi người ơi, đẹp chưa? Resize giùm em mọi người ơi, mọi người thấy em không mọi người? Thấy em cho xin một chấm được không mọi người? Em chào chị Thu Thủy, em chào chị Linh Hoàng nè mọi người ơi. Chị yêu nào mình thấy em trong cái livestream này, mọi người cho em chị xin một bình luận tương tác nha mọi người nha. Bình luận tương tác để em có động lực em lên cho mọi người. Hôm nay nhận chị lên siêu phẩm mọi người ơi. Giá nó hơi nhỉnh hơn một tí xíu nhưng mà đảm bảo mọi người nhận về sẽ ưng. Đảm bảo 100% mọi người nhận về sẽ ưng nha mọi người. Rất là đẹp luôn, không có nhiều, ít lắm, số lượng rất ít. Resize mọi người nha, hàng 2939.000 chị đầy ra, không bán. Lên siêu phẩm cho mọi người lựa nè. Và resize giùm em rất là đẹp luôn mọi người ơi, đẹp chưa? Đẹp không mọi người? 99.000 đồng. Thời tiết đang trở lạnh lại một tí xíu rồi mấy chị yêu ơi. Quốc mấy con này về nó không có phải láo len, nó giữ nhiệt cho mình, rất là đẹp, rất là dễ thương. Đi chơi đi du lịch ok la, không quá nóng. Ok, mặc vừa mùa thu, mùa hè gì mặc cũng ok hết á. Mùa thu, mùa đông gì mặc cũng ok hết á. Đó, còn chế là mùa hè mặc cái áo lên mắt. Còn biết cái riêng cái áo này thì mọi người nó cũng sẽ hơi dày nặng một tí xíu nè. Resize giùm em 99.000 lên mã 48. 99.000 lên giùm em chi mã 48 mọi người nha. Rất đẹp mọi người ơi, mã 48. Rồi các con còn bồng chế hỏi dữ. Để lên cái hồng nổi cho mấy chế nè. Đây, nổi nè. Rồi tiếp theo mọi người, SML 40-50-58 khi đổ về đẹp chưa? 69.000 đồng mọi người ơi, tương tác cho mọi người luôn nè. Mã 966. 966 giùm em chi mọi người ơi, 69.000. 69.000 lên giùm em, 966 mấy chị yêu nha. 966 giùm em chi, 69.000 đồng mã 966. 966 mấy chế yêu ơi. Quá trời rồi mấy chế yêu ơi, rất đẹp luôn nha mọi người. Chấm bài tương tác giùm em chi nha mấy chế ơi. Thấy em chị chấm lên nha em một chấm nha mấy chế. Thấy em chị chấm lên nha em một chấm nha. Trời ơi, có ai thấy tôi không vậy trời? Sao tôi không thấy ai vậy? Vài chị chấm à, chết rồi. Này bắt tương tác rồi. Có ai thấy em chị không mọi người? Hỏi thì có mọi người. Hỏi thì cái đâu phải hỏi dỗ nó mà sao không ai chấm vậy trời. Có ai thấy em không vài? Em hỏi thiệt mà. Em đâu nó chơi đâu mà chơi không ai chấm cho em nhờ. Đợi em tí xíu nha mấy chứ. Ở trong nó còn đâu, vô lên phụ em à. Vô phụ gói giúp đi đi. Ngày nay chưa còn em đâu. Không thì thôi để like cho áo vest cho áo bra đi. Chưa.
Mọi người thấy em Chi không mọi người? Và ra hết rồi, ra còn ít à. Rồi thấy em không mọi người ơi? Thấy em không mọi người ơi? Nay em bị bớt tương tác rồi. Ủa sao chị chốt hai em? Mon tè ghê. Mon tè ghê. Chị cái này nha, lại là cái lại mới. Ghê em chứ, ôi không ai thấy em chị hết luôn á, hay là mình chết thấy mà chứ không mình lụng ta. Rồi em vô lại nha mấy chế ơi. Mọi người vô lại nha mọi người. Rồi em lên lại nè mấy chứ. Em vô lại nè mấy chứ ơi, thấy em không mọi người? Lao này thì mất tương tác rồi. Mọi người ơi vô lại chấm lên lại cho em nhé. Em lên nha mọi người ơi, em lên nha. Đồng giá cho mọi người là 49.69 ngàn. Siêu phẩm siêu đẹp mà gọi là độc lại lắm. 89 ngàn rồi hết rồi mọi người, hết giá rồi như đó thôi. Rồi mọi người ơi, cho em Chi xin vài lượt tương tác thì mọi người ơi. Cho em Chi xin một vài lượt tương tác nha mọi người. Để em Chi có động lực mới lên được siêu phẩm cho mọi người. Siêu phẩm rất là nhiều luôn mọi người ơi. Tiếp đó rất là nhiều áo đẹp cho mọi người ngày hôm nay. Toàn bộ là siêu phẩm, 100% là siêu phẩm hết. 100% là áo đẹp, áo siêu phẩm hết. Nhưng mà mọi người phải cho em Chi xin một vài tin. Mỗi chị cho em Chi xin một lượt chia sẻ like nha. Mỗi chị cho em Chi xin một lượt chia sẻ like ủng hộ em Chi nha. Để em Chi lên cho mọi người, để mọi người lựa. Tại vì lô mã này mã hiếm, mọi người không có nhiều. Ít lắm mọi người ơi, có 100 cái rồi đâu có nhiều đâu chứ. Có 100 cái áo đẹp thôi, dài tay 100% là đẹp hết cho mọi người luôn nha. Dài tay 100% đẹp hết cho mọi người, yên tâm luôn mấy chị. Rồi em lên nha mọi người. Em lên nha, tại vì like mấy cái hàng siêu phẩm giá nhỉnh hơn á, áp lực á mọi người. Đôi khi mấy chị mua rẻ quay rồi mấy chị không bán cao hơn tí xíu mấy chị lại không mua. Nhưng mà thật sự mà nói mọi người yên tâm đi, nó cao hơn mấy chục mà đẹp mấy chứ, là nó đẹp hơn nhiều chứ. Rồi mọi người ơi, lên nha mọi người ơi. Mọi người thấy em thì cho em xin một bình luận để em biết là mọi người đang thấy em nha mọi người nha. Để em biết là mọi người đang thấy em nha. Rồi mọi người ơi, một em màu nâu tây mọi người ơi, resize mọi người nha. Màu nâu tây resize nè mọi người, đẹp chưa mọi người ơi? Vừa resize nâu tây đỉnh của chóp luôn mọi người nha. 69.000 lên giùm em mã 540 69.000, dài tay rất đẹp luôn mọi người. SML được hết, từ 40 đến 60kg giùm em mã 540 giùm em nha. Áo em mặc, còn áo mặc tí xíu cuối line bán nha. 540 69.000 cho chị một cái tiền bóng đi nha. 540 69.000 đồng giùm em luôn nha. Rồi em lên cho mọi người một em đỏ bán tương tác đầu line 49.000, size SM 5253 ký đổ về mã đỏ đô. Mọi người ơi, 40-5253 ký đổ về mã đỏ đô giùm em nha. Mã đỏ đô giùm em, 49.000 tương tác cho mọi người. Xem màu tím màu chị ok. Con sọc trên tường hả?
con sọc treo tường đó là resize chị nào ráng thì lên mã sọc treo tường giùm em chi đi, 129.000 đồng. Rồi tí xíu em lấy xuống luôn tại vì nó nổi nhất á, để cho nó đẹp thôi chứ. Và resize giùm em nha mọi người ơi. Hello chị Nguyễn Liêm nha mọi người ơi, thấy em chi thì cho anh xin một tương tác nha. Chị yêu nào thấy em chi thì chấm cho em chi một chấm. Hello chị ạ. Hello chị Tiên Tiêu, hello chị Giang Trung nè. Rồi resize màu tím nè mọi người ơi. Một em màu tím rút đỉnh luôn giùm em nha mọi người. Màu tím hot trend luôn, bán tặng mọi người 69.000 con này, mã 19. Bán tặng mọi người 69.000 resize mã 19 giùm em nhé. Mã 19 giùm em nha. Hello hello mọi người. Chấm bài tương tác giùm em nha mọi người nha. Có con nâu tay. Mẹ chị đứng đây đây đây, con nâu tay đây chớ nè. Quên đang cầm lại luôn nè. Lên nâu tay lên mã 540 XML vừa hết. Mix với chung với chữ A là xinh lắm luôn. Mã 540 giùm em nha. 19 cho chị Cherry quán nè. 19 cho chị Cherry quán. Rồi tiếp theo cho mấy chế nha. Chấm bài tương tác em chi nha mấy chế. Chấm bài tương tác giùm em nha. Chấm bài tương tác giùm em nha mấy chế. Ôi thấy em thì cho em chi xin một chấm tương tác. Thả tim thả like ủng hộ tinh thần em nha. Rồi 540 cho chị một túi. Con treo tường á. Em con treo tường chị nào lấy thì lên em mã treo tường 129.000 á. Rồi em chốt có chuyện nào đọc tên luôn đi. Rồi để mấy chị khỏi hỏi nữa. Nếu chị nào hỏi thì em bà chị báo hết luôn cho dễ. Rồi tiếp theo cho mấy chế nha. Quét file giùm em mọi người nhớ kèm giá vô giùm em nha. Ưu tiên chị nào kèm giá nha. Sọc treo tường kèm giá giùm em chơi, chị nào không kèm giá chị không ưu tiên, con này chị dù bị nè. 55 cái độ về size X và size M, khuyết vai màu rêu rất là tôn da luôn. Màu rêu cổ yếm kiểu dạng khuyết vai xinh lắm mọi người ơi. Rồi con này giùm em nha, 89 ngàn lên giùm em mã 736. Treo tường cho chị Vũ Mộng Điệp. 736 giùm em, 89.000 đồng mã 736. 736 giùm em chơi nha, 89 ngàn. 736. Thôi, 736, 89.000 đồng giùm em luôn. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Rồi, tiếp theo cho mọi người nè, resize. Trời ơi, con này xuất sắc mấy chế ơi. Resize mọi người ơi, quá đẹp luôn nè. Đẹp quá, XML. Chị hỏi mà chị đâu có chốt đâu, chị Liên Trần ơi. Chị hỏi mà chị có chốt đâu. Chị hỏi chị phải chốt chứ. Chị hỏi mà xong em lên chị em ru à. 736 với chị Vũ Mộng Điền. Sao em biết được đây? Đúng em không? Thấy chị nghe chị rồi SML mọi người nha, mọi người cứ hỏi, mọi người hỏi thoải mái đi, nhưng mà ai chốt thì em chốt thôi chứ bây giờ mấy chị hỏi xong em đọc mã của mấy chị em ru xem biết đâu dám bảo cho mấy chị được. Resize SML nha mọi người, đẹp chưa, đẹp lắm, siêu phẩm luôn. 89.000 con này lên giùm em mã siêu phẩm trắng. 89.000 siêu phẩm trắng. Ủa con này 736 không ai lấy đúng không? 736 hả, lấy không? Trời ơi 736 đẹp quá má ơi. 736 dễ mang. Rồi tiếp theo mới chết. Rồi con hồng đỉnh túi chót nữa nè. Con này mà bán mấy con này không bao giờ em bán 2939 được đâu mọi người. Không nhúc nhập vô giá cao, quay giá cao chót vót thì làm sao em được. Chị Trang đi tê. Cho dù bây giờ mấy chị không mua thì bữa sau mấy chị gặp em nó cũng giá đó thôi. Không sale được mọi người ơi, không có hàng luôn rồi sale. Hả? Ừ, 89.000. Vừa resize mọi người ơi. Trời ơi, con này đẹp quá, con này nó xịn hơn cả con trắng một chút, đẹp vô cùng, cái màu hồng tay rất đẹp. Mọi người ơi, đẹp lắm. XML vừa hết giùm em chi nha mọi người. 99.000 lên giùm em mã 15. Kèm giá giùm em chi nha, 99.000 mã 15. Trời ơi, đỉnh lắm, mã 15. 19 hết rồi nha chị Liên Trần. Mã 15 giùm em chi, 99.000. Không đẹp, không đỉnh, không thấy tiền lâu lấy tiền mới kèm. Tiếp nghe nè. Rồi đỉnh chưa mọi người ơi, for resize. Resize đỉnh của chóp luôn mọi người ơi con này. For resize ảnh này. Ủa mình xong, ôi nó xong. Cái có còn còn ủi. Thôi coi thôi. Ủa nha, ủa nha, chứ còn tạo khẽ, ủa cầm trăm hết rồi. Phờ resize giùm chị mọi người, phờ resize giùm em mấy chị yêu ơi. Trời ơi, 89.000 đồng mã 58. Mã 58 phờ resize 89.000 đồng. 89.000 đồng mọi người lấy liền đi, 15 nè. 15 cho chị Hương Nguyễn. 89.000 đồng mã 58 mọi người nha. 89.000 đồng mã 58 không đẹp em thối tiền cho mấy chị luôn, ok chưa? Mã 58 không đẹp em chi thối tiền cho mấy chị, ok chưa? Không đẹp em nhấn mạnh không đẹp em thối tiền là còn sợ gì nữa đây chị Lâm Thị Diệu Hằng, còn sợ gì nữa đây. Trời ơi đỉnh chưa, khuyết cái xích nè má ơi, nó đẹp gu em chi mấy chế ơi, gu em chi á, gu em chi mấy chế à, đỉnh lắm, gu của em chi luôn. Không mày xỏ vô đi, nó xích vô trong người ấy á. 55 ử chân chị tay lâm mẹ nhỏ tay đâu, tao gặp chân người mày còn nhỏ như chân tao nhỏ hơn. 55 kg đổ về,
55-56 cái đổ về con này giùm em nha. Chị Hoàng công bằng nãy kiềm dế giúp em rồi, chị ơi. Con này nó bị dấn một chút xíu vô chút tạp. Một chấm nhỏ xíu như con kiến dơ ơi. Cho tiếng thì tùy thôi nha mọi người. Bán tặng luôn 69.000 đồng. 69.000 đồng mã 42. Em chốt cho chị Hoàng công đi. 69.000 đồng mã 42 rồi. Chốt cho chị yêu rồi đó chị yêu ơi. Chốt cho chị yêu rồi nha, em mượn tạm, em giấy đó rồi, ok, lấy em xuống mã 42 mọi người ơi, rồi mã 42 giùm chi nè, 42 giùm em chi, 89.000 đồng. Rồi đây tiếp theo nè, nín thở chuẩn bị con tiếp theo nè, mấy chứ em lên siêu phẩm là em đam mê lắm mọi người, thì mọi người đọc cái tút em chi mới đăng phải đi, lô này mà rớt vai là em chi cất tủ hết luôn á, gu của em mà, gu của em mà, chẳng lẽ em không thể nào tặng cho em được 50 cái áo này đúng không, em mê lắm luôn á thật sự. 42 cho chị Liên Trần. Khả năng của em là họ tự tặng mình 50 cái áo là bình thường. Thiệt. Resize. Resize mọi người mê lắm. Nhường cho mấy chế đó. Không có hàng luôn. Resize mọi người ơi, 99.000 đồng con này nha. Resize màu, màu này là cái màu nu nu tay tay với mọi người. 99.000 đồng mã 773 for resize. For resize mã 773 giùm em chi nha. 773 resize. 99.000 đồng con này nha. Kèm giá cho em chi. Rồi rồi họ làm cái câu nha, rồi được chưa? Tiếp theo nè. Tiếp theo cho mấy chị nè, con này 53-54-55 cái độ về cái tay là dạng dơ dơ, co giãn nhẹ cho em nha. Có độ co giãn thêm giùm em chi hết, rất đẹp luôn. 89.000 đồng mã 95. 89.000 đồng mã 95 resize mọi người, SM, ML nhỏ 55-56 cái độ, mọi người sang đẹp lắm. Mã 95 mọi người nha, mã 95. 89.000 đồng mã 95. 89.000 đồng mã 95 giúp em chi nha mọi người ơi. À đi con, cái con 73 đấy nha. 73 đẹp mắt. Tiếp theo nha mọi người ơi, chấm bài tương tác em chi lên tiếp nè. Chấm bài tương tác em chi lên tiếp, mọi người thích con ôm không? Không, cái này cũng ôm resize luôn mọi người nha. Vừa resize con sọc này nè. Mọi người ơi, một em sọc đẹp quá mọi người. Một em sọc cực kỳ đẹp luôn nè, vừa resize. Resize một em sọc siêu đẹp mã 127 mọi người, 69.000 127 resize XML. 127 giùm em nha, 69.000. 127 69.000 mã 127 giúp em chi nha. Đây, siêu phẩm tiếp theo nè. Rồi đẹp chưa mọi người, đẹp chưa? Một em kiểu sát nách kiểu ghi lê nè, mấy trời đỉnh đó mọi người, for resize giùm em nha. Resize đa số với form này em hay đọc resize đó tại vì ai cũng mang được hết á. Rồi, resize giùm em mọi người nha. 99.000 đồng lên giùm em mã 45. Vừa resize 99.000 lên giùm em chi mã 45 mọi người nha. 99.000 đồng lên giùm em mã này là mã 45. Rồi mọi người chấm bài tương tác ủng hộ em chi nha. Line này em chi không có nhiều đâu, ít lắm. Line này em chi không có nhiều đâu mấy chị, rất là ít luôn nha mấy chế. Cho nên là chế nào vô line thấy em thì được, thì mới mua được cái line này thôi, chứ không là không có hàng đâu mấy chị. Lên cho mọi người tiếp theo một em cánh dơi resize màu kem nha. Rồi con này giùm em mọi người nha, 69.000 con này lên giùm em mọi người. Một form cánh dơi rất sang rất đẹp, mã 531 resize. 531 tông màu kem, form cánh dơi rất là sang luôn nè mấy chị. 45 cho chị Giang đi ta. Mã 53. Mấy chị có mình mã kiềm giấy giúp em. Mã 531 69.000, 531. 531 giùm em nha mọi người, 531 giúp em nha. 531 giúp em chi luôn. Thôi con đỏ này mọi người ơi, đỏ cánh dơi đẹp không? Màu đỏ là màu may mắn nha mọi người ơi. Một con đỏ may mắn, rất một con đỏ cánh dơi rất đẹp luôn mọi người ơi, may mắn không SML luôn nè. Mọi người mặc nó chun 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 lên giữ ngắn ngắn dễ mang, ở đằng sau rút dây nè. SML giùm em mọi người, 89.000 lên giùm em mã đỏ cánh dơi. 89.000 rất đẹp vô cùng, xịn sò mã đỏ cánh dơi mọi người nha. Đỏ cánh dơi mọi người ơi, 89.000 đồng. Đỏ cánh dơi. Đỏ cánh dơi giùm em nha, 89.000 mã đỏ cánh dơi mấy chị luôn. Đỏ cánh dơi giùm em chi nha, 89.000 đồng luôn. 89.000 đồng giùm em chi mẹ đỏ cánh dơi. Rồi lên cho mọi người, em khoét cái vai chút cơ màu cam đốc nè. Để bao mọi người resize. Vừa resize con này giùm em mọi người nha. Lên giùm em mã này là mã cam đốc, form kiểu lệch lệch tệt, ngắn tệt trước ngắn tệt sau dài. Resize lên mã cam đốc mọi người, 69.000 tương tác cho mọi người luôn. 69.000 lên mã cam đốc. Lấy cái lỗ bên ngoài vô đi em. Mã cam đốc 69.000 lên mã cam đốc mọi người nha. 69.000 lên giùm em mã cam đốc. Ó con này lên. 69.000 lên giùm em chi mã cam đốc. Rồi đẹp chưa? Rất top nè, họa tiết là mấy chế yêu ơi, sang XM nha. 52 53 54 cái độ về, 52 53 54 55 cái độ về đỉnh chưa?
Trời ơi, một con họa tiết siêu đẹp luôn mọi người ơi. Dáng còn rất tốt, mã họa tiết mọi người nha. 89 ngàn tương tác cho mọi người mã họa tiết. Em dự bị luôn mọi người ơi, mã họa tiết này, đẹp chưa? Mã này lên giùm chi mã họa tiết, em chưa dự bị luôn nha. Mã họa tiết giùm em, 89 ngàn em chưa dự bị luôn. Không đẹp là em chi thối tiền cho mấy chế luôn, mấy chế yên tâm đi. Lô này không có số lượng ít lắm mọi người. Cái dài tay mà dạng lên móc đẹp như thế này không có nhiều đâu mọi người. Cho nên là mấy chế nào mà mùa mua là hôm nay thì sẽ được cái giá, thì sẽ được săn những áo đẹp nhất. Họa tiết thì chị Yên Nguyễn sẽ được săn những cái áo đẹp nhất. Cái ngồi còn không mấy chị. Rồi lên cho mọi người cái crop top size ML nha mọi người. Size ML 56-65kg. 50, ê chị nói, lấy ở ngồi lại là lấy cái áo móc nó nhanh hơn mọi người, nó có bị không mọi người. 56, 65 cái đổ về giùm em mọi người, 69 ngàn mã 277. Trời ơi, tôi ui, tôi thấy mã 27 mang hồn thấy không? Có người hơi rồi. Mã 277, 69 ngàn mã 277. Rồi tiếp theo cho mấy chị yêu nè. Tiếp theo mọi người một con siêu phẩm tiếp theo. Mọi người cái đầm này mọi người mặc chồng vô luôn nè mấy chị, kiểu như là sỉ tà như thế này nè, đẹp lắm. Cái này mọi người mặc kiểu cá tính đó mọi người ơi. Full resize mọi người nha. Full resize con này lên giùm em chi mã cá tính mọi người, 69 ngàn. Con cái ngọc trai như đây nữa nè. Mọi người mã cá tính giùm em chi nha, 69 ngàn, SML vừa hết. Mã cá tính gì? Mã cá tính giùm em nha, 69 ngàn đồng mã cá tính. Rồi con hồng này đẹp chưa? Full resize này mấy chị đó sang không? Chú chế nó chuẩn bị đi chơi đi lạc đi du lịch không mọi người ơi? Đi chơi đi Đà Lạt đi du lịch không? Quốc con này danh chi liền. Đi chơi đi Đà Lạt đi du lịch, quốc con này danh chi liền nè. Chế ơi. Rồi resize luôn mọi người nha. Và resize giùm em mã này là mã siêu phẩm hồng mọi người nha, 99 ngàn và resize. 99 ngàn lên giùm chi siêu phẩm hồng. Cái gì em? 99 ngàn lên siêu phẩm hồng mấy chị yêu ơi. 277 với chị Lê Chân Trần. Chị Lê Chân Trần có mình mẻ kiềm giấy với em nha chị ơi. Lên siêu phẩm hồng mọi người ơi. Resize chỗ rồi có một con đẹp chưa? Cái con này em chỉ có một con này, SML luôn nè. SML vừa hết, lên giùm em chi mã họa tiết hồng mọi người nha, 89 ngàn đồng. Mã họa tiết hồng con này chỉ có một cái rồi. Họa tiết hồng mọi người ơi, mã họa tiết hồng giùm em nha. Một em màu bơ cổ vơ siêu đẹp cho mọi người luôn nè, SM 55kg đổ về, quá đẹp luôn nè. Họa tiết hồng cho chị Thúc Tiết. 55-56kg đổ về, dài tay màu bơ cổ vơ nè. 55-56kg đổ về mọi người ơi. 69 ngàn đồng mọi người nha. 69 rồi, để yên đi. 69 ngàn mã 251. 251, 69 ngàn mã 251 siêu đẹp. 251 251, 69 ngàn đồng 251 mấy chị yêu ơi. 251 con tím này đúng không chị ơi? Một em đầm mọi người nha. Con đầm đúng không? For resize một cái đầm tím rất đẹp dễ thương không mọi người? Dài tay đẹp chưa? Phong quay gối sang không? Đẹp không? Resize con này lên nhà em chi mã đầm tím 129 ngàn mã đầm tím resize. For resize 129 mã đầm tím. Chị Lâm Thị Diệu Hằng. Mã đầm tím for resize mọi người nha. Mã đầm tím for resize. Mã đầm tím. Chị Diệu Hằng có một mã kim giấy giúp em nha chị ơi. Rồi tiếp theo cho mấy chế là một cái rốt, một cái khuyết vai siêu đẹp cho mọi người luôn nha. Trời ơi, một cái màu xanh khuyết vai đỉnh của chóp luôn nè mấy chế ơi, đẹp chưa? Đầm tím cho chị Thu Minh. Một cái màu xanh khuyết vai mọi người nha, đẹp chưa? Resize S không, SM 55-58 sau mấy cái đổ về con này lên em mã xanh khuyết vai. Đẹp không mọi người, 69 ngàn đồng tương tác cho mọi người. Xanh khuyết vai mọi người nha. Xanh khuyết vai mọi người ơi. Xanh khuyết vai mọi người nha, 89 ngàn đồng mã xanh khuyết vai. Hết rồi chị nghe ơi. Xanh khuyết vai mọi người ơi, xanh khuyết vai. Rồi tiếp theo một con siêu phẩm màu trắng của chữ dưới nè, đẹp chưa? 5254 kg đổ về SM. Xanh khuyết vai cho chị Thúc Tiết. 5254 kg đổ về đỉnh của chóp luôn, 89 ngàn đồng mã 266. Một con trắng siêu phẩm mã 266, 89 ngàn đồng SM, quá đẹp luôn. 266, 89 ngàn đồng 266. 266 một con hồng quá đẹp mọi người ơi, xanh mờ. SM 40-52 kg đổ về, dài tay và rất đỉnh luôn.
hồng phấn siêu đẹp cho mọi người như thế này. Đỉnh 266 cho chị Thu Minh. 89.508. 89.000 lên 508 mọi người nha. 508 89.000 đồng. 508. Tiếp theo cho mọi người free size. Resize siêu đẹp cho mọi người luôn, quá đẹp luôn này. SML mọi người nha. Đỉnh đó mọi người, tương tác cho mọi người, mã tương tác 69 nha. SM con này L cũng được, L cũng bao kim được. Mọi người nha, lên đây mã hồng tương tác 69 ngàn, mã hồng tương tác của em nha. 69 ngàn lên khi mã hồng tương tác. Con rất tốt màu hồng để chị dục xuống nó lên chứ. Chị muốn chưa được cũng hả? Rất tốt màu hồng, chị dạy tay luôn. Em nhiều màu chia hết rồi nha chị ơi. Cái con, cái gì nghe đâu cái dòng tím á, tương tác rồi. Tương tác ở đúng không? Ở đúng không? Tương tác với chị Phong Thủy. Chị Phong Thủy cái mình để kìm giấy giúp em nha chị trời ơi. Trời ơi, cái con này đỉnh của chóp mọi người ơi. Ôi, chị biết rồi, chị biết rồi. Em cũng nói con nó đẹp rồi, chị đéo gì. Phở resize mọi người nha. Quá đẹp. Quá đẹp luôn mọi người ơi. SML một con tím crop top nè mọi người ơi, đẹp chưa? Màu tím rệt mới, chốc tí chốc lên móc của nó mịn ơi là mịn luôn em nha. 89.000 đồng mã 91 free size. 89.000 đồng mã 91 free size nha. Mã 91 free size nè. 89.000 đồng mã 91 siêu đẹp. Lên tiếp theo cho mấy chị yêu một em hiệu cho mọi người siêu phẩm luôn nè. Một em siêu phẩm hàng hiệu free size luôn mọi người nha. 91 thì chị Thông Minh. Đỉnh đó mọi người, 89.000 con này lên nhà em mã hiệu resize. Mã hiệu giùm em nhé. Hiệu vô ghê này đẹp lắm. Phải mắc cái chốc nhưng mà mọi người cái chốc hiệu thì nó sẽ nặng hơn. Đỉnh lắm mọi người, cái chốc hiệu này nó nặng lắm, kiểu như nó nặng mà nó xịn, nó dày mọi người. SML được hết vì nó rất là co giãn mọi người nha. Nhìn mọi người nhìn cái độ co giãn của nó. Nhìn độ co giãn của nó này, lên khi mã hiệu nha. Chị yêu nào từ 40 đến 586 ký mặt lên được xem đều đẹp hết nha. Nha mọi người, đó, lên những chi mã hiệu con tay dơ cho mọi người mặc lên rất là sang. Cái này mọi người mặc áo bình thường, áo ngực bình thường nha. Không còn phải mặc áo bra áo gì đâu mọi người. Đó như em kia nè, mọi người em kia đang dán ngực thôi. Không có cần mặc áo gì đâu. Dán ngực thôi, mặc đồ bình thường thôi. Đó, nên mã hiệu dùm em nha. Quá đẹp. Tiếp theo cho mấy chị một em dài tay nữa nè, đẹp chưa? Resize dài tay màu nâu dễ mang không mọi người? SML dễ mang không mọi người? SML dễ mang không mọi người, mịn và đẹp và mềm giùm em kia nha. 89.000 đồng mã 435. Hiểu cho chị Cherry Quang. 89.000 đồng mã 435. 435 resize 89.000 đồng mọi người nha. 435 siêu phẩm luôn đẹp. 435 89.000 đồng 435. Em lên tiếp theo mọi người nè. For resize mọi người ơi. Resize bán con này 69.000 thôi, mã xanh hình đẹp không? Đẹp không mọi người, mã xanh hình for resize luôn, mã xanh hình rất đẹp, rất mới, rất nặng tay luôn. Em bán tương tác 69.000 đồng mã xanh hình. Xanh hình giùm em chi nha, xanh hình 69.000 đồng. Xanh hình giúp em chi nha, 69.000 đồng mã xanh hình nha mấy chị yêu nhé. 69.000 đồng mã giùm chi là mã xanh hình. Xanh hình giùm em chi luôn, 69.000 đồng mã xanh hình nha. Rồi có chị nào Google sang sang thích tay bồng mà đi tiệm đi đồ mít đồ lên đằng chèm hôm nay cô nhũ đi sang á. Con này size XL nha mọi người, size XL con này rất sang luôn nè. 55 đến 70kg luôn. Cúc bọc size lớn nè, 55 tới 75 cái cũng vừa luôn. Lên giùm em mã nhũ tay bồng mọi người nha, 69.000. Đẹp size lắm, lấy đi mấy chị size lớn. Lấy giùm cho người thân của mình cũng được, mã nhũ tay bồng. Lên giùm em kia mã nhũ tay bồng mọi người nha. Nhũ tay bồng giùm em nè. Mã nhũ tay bồng. Nhũ tay bồng mọi người ơi, trời ơi đẹp chưa? Resize luôn mọi người ơi, chốc mình ơi là mình đẹp ơi là đẹp luôn nè, form xè xè dễ thương á. Và resize mọi người đẹp chưa? Lên nhà em chi mẹ dễ thương, mặc thành cái đầm đầm xè xè kiểu dấu vô ở dưới. Mọi người đẹp không mọi người, mẹ này là mẹ dễ thương nhiều em chi nha, 69.000 mẹ dễ thương. Màu nâu dễ mang lắm, giống như Hàn Quốc vậy. Resize lên nhà em chi mẹ dễ thương nha, 69.000 thôi mẹ dễ thương. 69.000 lên nhà em chi mẹ dễ thương nha. Tiếp theo cho mọi người một cái màu nâu crop top. Mọi người SM 525455 cái đổ về rất đẹp mọi người nha. Rất đẹp con dễ này luôn. Dễ thương chị Thu Minh. 69.000 đồng mọi người nha. SM 5254 cái đổ về 69.000 đồng luôn mọi người nha. 69.000 đồng lên giùm em chi mã 523. 523 69.000 siêu đẹp mã 523, đẹp lắm mọi người lấy đi.
523 dùm em xin nha. 69.000 523. Rồi giá mít lâm quy size sang không mọi người, mời lấy chờ luôn nè. 50 cho đến 65 cái độ về rất sang luôn mọi người. Giá mít lâm rút eo, rút dây eo chốc xịn nặng tay màu xanh đen, sang lắm. Rất sang, rất đẹp, rất xịn luôn dùm em. 69.000 mã 56. 69.000 con này mã 56 cực kỳ sang luôn nè mấy chứ. Mã 56 rất sang luôn nha mọi người. Mã 56 dùm em kia cực kỳ sang luôn mấy chị yêu nha. 56 rất là sang luôn nè. 56 rất sang luôn mấy chị yêu nha. 56 với chị Huỳnh Mỹ Linh. Mấy chị có mình mẻ kìm giấy giúp em chứ mấy chị ơi. 56 cực kỳ sang. 52 kỷ 40-52 cái độ vờ đẹp con này nó bị tí xíu nhỏ nhỏ lụm lỗ tí xíu. Em tặng con này nha, lên em mã tặng hồng đất SM, mã tặng hồng đất đẹp, bây giờ đẹp bị lụm tí xíu thôi, mã tặng hồng đất giùm em nha. Tặng hồng đất mọi người nha, siêu bán cho chị Trà Minh Hoa nha. Rồi phờ resize, một con rơ siêu đẹp phờ resize nè, một em rơ siêu đẹp cho mọi người resize giùm em luôn mọi người, coi đẹp chưa. 89.000 đồng mã 124 phờ resize. Resize 89.000 mã 124 mọi người ơi, đẹp chưa? 124 phờ resize mọi người nhé. Tặng hồng đất cho chị Liên Trần. Phờ resize lên 124 đang về đẹp cho mọi người luôn nha. Tiếp theo SM 40-52 ký đổ về mọi người nha. SM S là M mặc đẹp con này dùm em nha mọi người. Size SM 40-52 ký đổ về dùm em, quá đẹp luôn nè. 69.000 đồng mã 56 nặng mã 565. 49.000 đồng mã 565 mọi người nha. 565 49.000 đồng luôn, 565. Rồi tiếp theo mọi người ơi, đẹp chưa? 565 này nè. 6 chị đọc lộn á. Phờ resize mọi người ơi. Resize mọi chị người. Chị Hương Nguyễn ơi, 565 69.000 nha. Chị ok thì comment mã ok giúp em nha. Em đọc nhầm xong cái em đọc lại liền mà. Tiếp theo cho mọi người nè. Resize con này giùm em mọi người nha. Phờ resize giùm em rất đẹp, quét cái lưng đằng sau cho mọi người. Con này lên nhà em mã sọc trắng 69.000 resize SML. 40 đến 60 kg đổ về giùm em nha. Có chị Trà Mỹ Hoa nãy giờ em trả lời mấy lần luôn rồi chị Trà Mỹ Hoa ơi. Em trả lời rất là nhiều lần, áo em mặc em chưa bán chứ xem bán mà em trả lời một năm em trả lời nhớ là 3 lần rồi đó trời. 3 lần luôn hả? 565 cho chị Hương Nguyễn. Em trả lời 3 lần luôn rồi chị yêu ơi. Tiếp theo cho mọi người một em HM nè. HM size S mọi người nha. 50kg mọi người ơi. 50kg đổ về đẹp cho mọi người luôn nè. 50kg đổ về mọi người ơi, siêu đẹp. Con này lên mã, lên giùm em mã hiệu mọi người nha. 69.000 mã hiệu. Chữ nổi trên bề mặt luôn nha. Sọc trắng chị biết nha. Ok chị có trả lời, nói chung em là rất chịu khó tương tác với khách hàng luôn, thật sự luôn. Em coi like của người ta đôi khi em thật sự em hỏi người ta không có trả lời, không tính sĩ luôn, không biết thấy không thấy. Giờ nhắn người ta cũng trả lời nhưng mà em không bao giờ luôn, mọi người hỏi em. Đôi khi có những cái em không thấy là không trả lời, còn thấy em trả lời liền luôn. Hoặc có những khi mà em kiểu đông quá hoặc là em mệt quá thôi. Chứ còn bình thường là em trả lời hết rồi mấy chị ơi, không bao giờ bỏ lỡ một cái comment nào của mấy chị đâu. Rồi mọi người ơi, phần resize tại cáo mà từ từ em tí xíu em đặt nãy cho. Resize mọi người ơi đẹp chưa? Một em cổ lọ phờ resize mọi người nha. Em này cho mọi người xem không mọi người. Em để mọi người 49.000 lên những em mã tương tác cổ đẹp lắm. Resize mọi người nha. Phờ resize mã tương tác mọi người nha. Mã tương tác phờ resize 49.000 đồng mã tương tác thì em nha. Tương tác thì em. Trời ơi con này xác nách một cái đầm. Một cái đầm SM 55 cái độ về mà chỉ thích màu trắng đúng không? Để em kiếm cho màu trắng cho nó trắng nhiều lắm. Trắng nhiều lắm, trắng đẹp lắm. Trắng nhiều lắm để em lên trắng nha. Rồi tiếp theo cho mọi người nha, SM 55 ký độ về mọi người nha. Rồi cái này là cái đầm nha mấy chứ, là một cái đầm này dễ thương lắm nha mấy chị yêu nha, dễ thương trên gối. Trên gối ở dưới bao gấu ở dưới xinh lắm, chị mặc lên cưng lắm nha.
SM 55 L cũng được luôn nha. Nhưng mà SM mặt cưng hơn mấy chị ơi, 69 ngàn mã đầm đen đi. Em dự bị nha. Xinh lắm, cái đầm đen bình thường nó là bình thường, nhưng cái đầm đen này nó cưng hơn mấy chứ. Nó có bò gấu ở dưới mà nó chun 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 kiểu chun chun á, xinh á. Trên gối mặc đi chơi đi ngủ hay là cũng được. Mã đầm đen nha, mới lắm mọi người ơi, 69 ngàn mã đầm đen. 69 ngàn lên đi mã đầm đen. Ai em có con này đẹp cho mấy chế nè, đẹp chưa, một cái mũ nè. Một cái áo trắng phối mũ có chữ nha mọi người ơi. Ok chị yêu nha, ok chị Trà My Hoa. SM 5253 ký đổ về. Đầm đen như chị Phạm Trinh. Giúp cho mạng đôi khi nó giục giục giục. Tại vì em có nghĩ lên trả lời rồi á. Nghĩ lên trả lời rồi. Tiếp theo nha mấy chị nè, SM đầm đen, ừ. 5253 ký đổ về SM mọi người nha. Lên giùm em mã này là mã mã trắng mũ mọi người ơi, 69 ngàn SM nha. Trời ơi có cái chữ cái mũ nè, mới lắm mọi người, mới tin luôn nè. Size 5253 ký đổ về mã trắng mũ nè mọi người ơi, 69 ngàn mã trắng mũ. 69 ngàn đi xin mã trắng mũ nha. Trắng mũ 69 ngàn giùm em chi luôn. Rồi em lên cho mọi người một cái cánh dơi màu trắng resize. Phờ resize rất sang, rất đẹp luôn mọi người ơi. Phờ resize sang và đẹp luôn mọi người nha. Đẹp không mọi người? Resize sang và đẹp, lên giùm em mã trắng sang. Resize sang và đẹp mã trắng sang giùm em nha mọi người ơi. 89 ngàn lên trắng sang. Lên em mã trắng sang, 89 ngàn nào mã trắng sang. Rồi em lên tiếp theo cho mọi người một cái dài tay resize mọi người ơi. Dài tay màu xám và resize kiểu Hàn Quốc không mọi người ơi. 69 ngàn con này lên em mã xám. Kiểu Hàn Quốc không mọi người ơi. 69 ngàn mã xám kiểu Hàn Quốc. Và resize 69 ngàn xám kiểu Hàn Quốc cho mấy chị luôn nè. Mọi người ơi một em màu nâu có mũ luôn nè mọi người ơi. Dài tay và resize. Resize đen số form này là form resize hết mọi người. Mã 80. Mã 80 và resize mọi người nha. 69 ngàn resize mã 80. Có mũ luôn nè mấy chị. Có mũ for resize mã 80 mọi người ơi. Resize lên mã 80 quá đẹp luôn. Mọi người nha, size ML trời ơi, cái đầm thổ cẩm 50-58-60 ký độ về. Lên giùm em chi mã đầm thổ cẩm nè. Lên giùm em mã đầm thổ cẩm 69 ngàn đồng. Rất đẹp co giãn mọi người nha. Size M size L là quốc giùm em nha mọi người. Form trên gối một tí nha. Tôm trên gối một tí mã đầm thổ cẩm nè. Tìm mong mọi người 69 ngàn đồng mã đầm thổ cẩm. Đầm thổ cẩm 69 ngàn. Đầm thổ cẩm sáng 69 chứ chị chia đi quán. Mã đầm thổ cẩm giùm em. Rồi tiếp theo cho mọi người nè. Dài tay siêu đẹp 55-56 khi đổ về. Quá đẹp. Mã xanh tiểu thư. Mã xanh tiểu thư giùm em chia. Con này đẹp ghê mọi người. 69 ngàn lên xanh tiểu thư giùm em nha. Đẹp không mọi người. Xanh tiểu thư giùm em khi 69 ngàn nó tặng mọi người luôn á. Rất đẹp nha. Xanh tiểu thư, con này giùm em mọi người nha. Size 5558 ký 48-58 ký đổ về. 49 ngàn lên giùm em mã 517. 49 ngàn lên 517. Con này bán tương tác cho mọi người 517 nha. 517, 49 ngàn em bán tương tác cho mấy chế luôn. 517 mọi người ơi. Rồi dài tay xinh đẹp cho mọi người luôn. SML 55-56 ký đổ về. 45-56 ký đổ về mọi người nha. 49 ngàn tương tác lên giùm em mã 97. Lên giùm chi mã 97 mọi người nha. 55 ký đổ về dài tay cho mọi người màu hồng, màu hồng nút á. Mã 97 mọi người ơi. Mã 97 giùm em chi nha. 49 ngàn đồng. 49 ngàn lên 97 mấy chị yêu ơi. 49 ngàn lên giùm em mã 97. Rồi màu trắng siêu đẹp cho mọi người. Resize rất đẹp lắm, mình lắm. Mọi người ơi, form đẹp for resize, form đẹp chất mịn siêu đẹp cho mọi người luôn nha. 89 ngàn con này lên giùm em mã 537. 537 giùm em chi 89 ngàn, 537 for resize. 537 resize mọi người ơi, 89 ngàn lên 537 nha. 537 giùm em nha. Rồi mọi người ơi, resize SML con này lên đi mã sọc hồng, đẹp không mọi người? Đóng thùng lại với quần sọc, mới hôm qua bán 10-19 ngàn nó mất liền. Và Risa lên sọc hồng bán tặng mọi người 49 ngàn mới tin luôn. Chị yêu nào mà khó tính, kỹ tính, mình vô like này mình mua giùm em nha. Khó tính, kỹ tính giùm em, vô like này mua siêu phẩm giùm em chi nè.
đó, chứ không là là vô cái live sale rồi tí hồi rẻ hơn tí xíu rồi nó không được đẹp bằng cái lò rồi là giọng là khó tính là thích rẻ nhưng thấy gì em hết rồi chị ơi, kiếm hết rồi. Em mê nó lại một tiếng đó. Hết rồi chị. Ê, còn con tiếp tóc nè. Sọc hồng cho chị Huỳnh Mỹ Linh à. Cho nên like siêu phẩm em ơi. Mấy chị vô like đi, em chi bán cho mấy chị. Giá nó nhỉnh hơn tí xíu nhưng mà nó đẹp. Rồi mấy chị kêu, mấy chị không mua. Chờ em chi sale lỗ cho mấy chị mua. Lúc đó hàng sale đôi khi đó, nó sẽ không có được thơm mà cái này đâu mấy chị. Size M, size con này size S thôi nha mọi người, 45-46 khi đổ về size S nha, con này lên giùm em nè. Lên giùm em, con này bán 69 ngay, con này size S thôi. Con này cái tay phong tay nó hơi nhỏ, ôm cái tay lại mọi người nha. Ôm tay mã M1 69 ngay, lên giùm em mã M1 nha mọi người. M1, 69 ngay, lên giùm em mã M1. M1 giùm em kia 69 ngay đồng mã M1. Rồi lên mọi người một cái crop top đẹp cho mọi người, chốc đẹp ghê mọi người. 55kg đổ về, 40-55kg đổ về mọi người ơi. 69.000 lên mã 20. 55kg đổ về, 69.000 lên giùm em mã 20. Lên giùm em mã 20 mọi người ơi, mã 20. Một em hồng siêu đẹp, oversize mọi người nha. Free size một con hồng, ở dưới đây nó hơi dính dơ tí xíu nha. Đẹp mọi người, dơ tí xíu bán 49.000. Free size con này lên giùm em mã hồng 49. Free size mã hồng 49 mọi người nha. Đẹp không? Dính vô tí xíu dưới thôi, không ai để ý đâu mấy chị. Hồng 49 freestyle. Hồng 49 freestyle, một con cam lưới đẹp không mọi người. 53, 54, 55 khi đổ về lên mã cam lưới bán tặng mọi người luôn 49.000 SM. Size S, size M mã cam lưới mọi người nha. 49.000 lên giùm em mã cam lưới. Cam lưới giùm em nha. 49.000 lên mã cam lưới. Tiếp theo cho mấy chế này, siêu đẹp resize luôn mọi người nha. Full resize xuất sắc cho mọi người luôn nha. Full resize xuất sắc cho mọi người luôn nha mọi người. Ủa vậy hả? Mấy chị ơi, mấy chị xem rõ không mấy chị yêu ơi? Mấy chị xem rõ không mấy chị yêu ơi? Rồi tiếp theo nè, free size quá đẹp luôn. Free size siêu đẹp cho mọi người. Con này lên giùm em mã xám crop top. Free size lên giùm em mã xám crop top 69 nha mọi người, xem rõ không mấy chị? Sao không? Collect sale hả? Mấy chị xem rõ không mấy chế? Lô mấy chế ơi, bình luận giùm em chị biết nha. Xem rõ không mọi người? Sao các chị nhắn cho em là xem rõ ra. Được mà đúng không? Họ xem rõ không hả? Được mà. Được rõ mà. Rõ mà. Xem rốt tốt cho chị Phạm Trinh. Nói. Rồi tiếp theo cho mọi người nè. Trời ơi, siêu phẩm tiếp theo nha. ML mọi người nhá. Size size S, size M 55kg đổ về siêu đẹp. 40 tới tầm 55kg đổ về lên những em mã siêu phẩm mọi người ơi. 89.000 lên những em mã siêu phẩm nha. Rõ mà có bị gì đâu không? Ok đúng rồi. Để có gì nhắn. Rồi lên những em mã siêu phẩm nha. 89.000 mã siêu phẩm nha. Em cho mọi người một em rút dây rút tóc màu kem size M, S, M. 40-52-53kg đổ về nha mọi người. Con này đẹp ghê không? Size S, size M giùm em nha mọi người. Con này siêu đẹp luôn nè. 69.000 đồng bán tặng mọi người mã 16. Em dự bị nha, mã 16 69.000 tương tác cho mọi người luôn, đẹp chưa? 69.000 lên giùm em mã 16. Đẹp chưa mọi người? Mã 16 thì em xin nha, 69.000 đồng luôn. Mã 16 lên nha mọi người. Có con họa tiết xanh này nhìn ngầu không mọi người ha? Con họa tiết này đẹp ghê mọi người. 16 chị Lâm Thị Diệu Hằng. Mọi người, một con họa tiết xanh này siêu đẹp cho mọi người luôn, còn tát luôn nè. Còn tát luôn nè, 49.000 lên em chị mà còn tát size 50kg đổ về. Một cô gái ôm, con này dành cho chị nào size ốm, ôm người nha mọi người, coi giãn mà còn tát nha. Họa tiết này còn tát 49.000 đồng. Nãy còn tát. À, con này nè, ha ha. Chết trời chị chưa like con này nè họ ơi.
con này em treo lên tường chị hết. Con này ở cái gì ta, đây thôi, đây em lấy cái phong kẻ cái con trên tường đi. Và resize nè, phải để like luôn xong mình treo mũ treo lại con này nha. Resize con này giùm em nhé mọi người, con này chị lấy thì lên giùm em mã 199 nha, 199 nha rồi. Chị khỏi lại tí xíu rồi vui em để nè 199 nè. Đẹp lắm, con này đẹp nhất hồi nãy em lấy chụp hình rồi xong hồi em quên. Em để bên cái góc này thôi, quên nhiều siêu phẩm bên đây rồi. Đổi con xuống đó chị lấy rồi. Rồi tiếp theo nha mấy chị, một em crop top siêu phẩm nha. Một em crop top siêu phẩm cho mọi người, SM nha mọi người. 52kg đổ về SM nha mọi người. Size S, size M 52kg đổ về mọi người ơi. Mọi người dán crop top 89.000 lên mã A2. 89.000 mã A2. A2 giùm em nha, 89.000 lên A2 mọi người ơi. A2 giùm em nha mấy chị. Rồi em này cho mọi người ôm body mọi người nha. Ôm body mọi người nha, SM con này giùm em dán crop top nè. 52, 53, 54 cái độ về con này lên giùm em mã crop top màu, con này chốt đẹp vô cùng luôn. Crop top màu mọi người nha, 49.000 mã crop top màu, đẹp lắm. Crop top màu mọi người nha. Màu cam đất form size ML. Màu cam đất form size ML quá đẹp luôn mọi người ơi, trời con này đẹp quá. Tay vòng phối ren mọi người ơi, size form size 48 cho đến 58 kg. 48 đến 58 60 kg độ về. Mất cái tay rồi chị nha. 48 đến 58 60 kg độ về, con này rất xinh luôn nè. Lên giùm em. Có màu cho chị Vũ Mộng đẹp. Đẹp lắm. Con này lên giùm em mã cam đất size S không, con này size S size M nó nhầm. 52 53 kg độ về nha. 52 53 54 độ về 69.000 lên giùm em mã này là mã cam đất, cái viền của nó màu cam mọi người. Cái viền của nó bằng phối đá nữa nè. Cái tay phối ren, tay bằng phối ren đẹp lắm mọi người ơi. Tay vòng phối ren đẹp mới tinh luôn giùm em, size 52kg quay đầu thôi đi. 52, 53 cái đổ về là mã kem, lên giùm em mã này là mã kem đất hả? 69.000 69.000 mã kem đất có gì chị nhỉ? 69.000 lên giùm em mã kem đất mọi người ơi. Kem đất 69.000 đồng. Rồi em lên cho mọi người tiếp theo, một em xanh dài tay for resize. Resize mọi người nha, mã sọc xanh, đẹp mới cứng luôn. 55kg đổ về mã sọc xanh mọi người nha, 69.000 đồng. 69.000 mã sọc xanh. 69.000 đồng mã sọc xanh giùm em chia nha. Em lên mọi người một cánh dơi. Verisa một em cánh dơi siêu đẹp cho mọi người, mã xám cánh dơi. Verisa lên những chị mã xám cánh dơi đẹp cho mọi người, say không? Một cái cánh dơi siêu đẹp cho mọi người luôn, 89.000 lên giùm em mã xám cánh dơi nha mọi người. Xám cánh dơi giùm em, 89.000 đồng mã xám cánh dơi nha. Lên tiếp theo cho mấy chị yêu một cái crop top màu đen siêu đẹp Verisa. Một em crop top màu đen siêu đẹp resize cho mọi người luôn nha. Resize mọi người ơi, 69.000 đồng. Con này size lớn cũng được luôn mọi người ơi, siêu đẹp luôn, mới nặng tay. Con này chốc lên móc nặng tay vô cùng luôn. Mã này là mã 69.000, mã 50 resize. Và resize mọi người nha, mã 50 màu đen hơi chói nha. Mã 50 mọi người nha, 69.000 mã 50. 69.000 lên giùm em chi mã 50. Em có cái đầm. Còn đầm đúng không? Em có cho mấy chị còn đầm không? Một cái đầm cho chị nào size M, SM 50kg ôm body giùm em dài thiệt dài luôn nè. Phong quay giữa gối nha. Phong quay giữa gối gì nè mấy chị, đẹp không? Phong quay giữa gối 40-50kg đổ về đẹp quá trời luôn nè. 40-50kg phong đẹp quá trời, xuất sắc cho mọi người luôn. SM lên giùm em mã đầm body sọc, nhưng mà con này đẹp lắm nha. Nhưng con này chỗ này nó bị dính một xíu 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 hết mọi người nè. Một vết nhỏ xíu 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 nha. Em bán cho mọi người con đáng lấy con này bán giá của cao không mọi người. Sao bán 69.000 đi. Lên em đã đầm sọc con cái. Em bán thịt này 69.000 lên mã đầm body sọc. Con nó chóc xịn lắm các chị. Chóc rất là xịn luôn nha. Chóc rất là xịn luôn mã đầm body sọc giùm em. Chóc vô cùng xịn luôn. Một em tiểu thư. Một em tiểu thư cho mọi người, xin mọi người size SM 50kg dễ thương 49.000. Con này lên em mã tiểu thư 50kg đổ về. Comment kèm giá giúp em nha mấy chị yêu ơi. 50kg SM 40-50kg đổ về. Mấy chị comment mã kèm giá giúp em nha mấy chị ơi. 40-48kg đổ về. Lên giùm em mã dễ thương nè. Qua lòng em mã tiểu thư nha, 49.000. 49.000 mã tiểu thư giùm em nha. 49.000 lên mã tiểu thư. Con này giùm em mọi người nha. Tay của nó là tay bòn 3 tầng giùm em. Con này em tặng nha.
50kg đổ về, con này lên em mã tặng Sun Arm Body. Cái tay của nó này, lên em mã tặng Sun Arm Body. Mã tặng Sun mọi người nhé, mã tặng Sun. Lên giùm em mã tặng Sun. Lên mọi người tiếp theo, một em crop top màu tím 52-53kg đổ về SM nha. Lên giùm em mã crop top tím mọi người nha, để cho mọi người tương tác cho mọi người bán 49.000 size SM. Mã crop top tím mọi người nha. Lên giùm em mã crop top tím 49.000 tương tác luôn mọi người ơi. 49.000 lên giùm em mã crop top tím nha. Tặng xanh cho chị Phạm Trân. 50kg đổ về, 40-50kg đổ về, lên mã nu dài tay. 49.000 lên nu dài tay. Crop top tím cho chị Kim Hiếu. 49.000 lên giùm em mã nu dài tay, siêu đẹp luôn. Nu dài tay 49.000, nu dài tay. Nu dài tay 49.000 luôn mấy chị. Tiếp theo nha. Siêu đẹp tiếp theo SM 40-50kg mọi người nha. 40-50-52kg SM lên giùm em mã crop top cam. Crop top cam mọi người ơi, con này đẹp không mọi người. 49.000 luôn mã crop top cam. Nu dài tay cho chị BB, chị BB thông minh mã kim giấy giúp em nha chị ơi. Crop top cam mọi người nha, 49.000 đồng luôn. 55kg đổ về, quá đẹp luôn mọi người nha. Đẹp không? Sắc. Chị khóc vai, phát chị khóc vai là hội vô lại nha. Crop top cam cho chị Túc Tiếp. Đẹp không? Còn nó đẹp. Hết rồi mấy chị. Hết crop top cam. Rồi, 40-55kg đổ về, con này lên giùm em mã trắng đẹp 49.000, lên giùm em mã trắng đẹp nha. Trắng đẹp 49.000 luôn, mã trắng đẹp. Đẹp quá trời. Rồi, tiếp theo cho mọi người, form size 50-58-62kg. 58-62kg là mặt xe đẹp về em này nha mọi người. Ô, con này đẹp quá. Rồi, đánh tặng mọi người luôn nè, 49.000 đi, mã 530. 53049.000 luôn, tặng tặng luôn, được rồi. 53049.000 cho được, 530. Rồi, tiếp theo cho mọi người, quá đẹp, coi tay nè mấy chị, nhìn tay 55kg đổ về, 40-55kg đổ về, cái tay khoét siêu đẹp luôn nè. 40-55kg đổ về, khoét cái tay siêu đẹp cho mấy chế luôn nha. Đẹp không mọi người, nặng tay luôn mọi người nha. 69.000 con này lên giùm em mã 514. 514 giùm em nha. 69.000, 514 cái tay đẹp lắm. 514 giùm em nha. 69.000 lên 514. 514 giùm em, 69.000 đồng luôn. Lên cho mọi người cái sáng dài tay siêu đẹp ở đằng sau khuyết lưng nè. Ở đằng sau khuyết cái đuôi tôm và 4 khúc nha. SM 40-55kg mọi người nha. Từ 40-55kg đổ về, quá đẹp luôn mọi người ơi. Một con sáng siêu phẩm cho mọi người luôn nha. 40-55-58-60kg vô hội lại luôn nha họ ơi. Có gì vô hội lại. 40-55-58-60kg đổ về, 69.000 lên lại số 10. 69.000 lên giùm em mã 10 nha mọi người. Đẹp quá, con ơi, có con cô gái đẹp nè. Cô gái đẹp chưa? 69.000 lên giùm em chi mã số 10 nha. Số 10, 69.000, mã 10. Rồi, vừa resize đúng sang đúng xịn luôn mọi người ơi. Resize đúng sang đúng xịn giùm em chi luôn mọi người ơi, đẹp luôn. Chị Thanh Vân. Trời ơi, đỉnh quá mọi người ơi. Sang và xịn luôn. Sang và xịn dục cái con trắng này cho chị đi đây, cho đi đây nó làm chị. Trắng làm chị. Mình kèm xuống đường nha, con trắng. Resize con này siêu đẹp. Trời ơi, 89.000 lên lại cô gái. Resize mẹ cô gái, áo xanh treo chị Hường ok, đếm lên luôn. Mã cô gái mọi người nha, mã cô gái 89.000. Cô gái có chị này. Rồi con xanh một trai này siêu đẹp luôn nè, chết luôn. Năm mươi kg mọi người nha. Thấy gái 89 với chị Kim Cương. Thấy nha Luyện Nguyễn, thấy nha cái Nguyễn Thua, chị thấy nha. Nha. 50kg đổ về, lên giùm em mã ngọc trai. Đừng giết cái đó được không? Vừa resize mọi người ơi, quá đẹp.
Clarissa đẹp chưa mọi người ơi, mã này là mã bơ ngọc trai 69.000 không, em nhầm gì, Clarissa nói nhầm nha mấy chị, 50 kg đổ về, mã bơ ngọc trai nha, ngọc trai giùm em 69.000 nè. Comment mã kèm giá giúp em chia, kèm số điện thoại khách mới thì lên giùm em, kèm cùng số điện thoại của một dòng mới chị Nguyễn Thu lấy bản ngọc trai kèm giá kèm số điện thoại giúp em nha chị ơi. Rồi lên mọi người, tiếp theo một em cánh, một em rêu cánh dơi siêu phẩm này, đẹp lắm, con này rất phịnh và rất đẹp luôn, cam kết luôn mọi người. Chị chốt sau nha chị Liên Trần. Resize mọi người ơi, mã này là mã rêu mọi người nha. Resize con này lên em mã rêu xịn 89.000, resize tay bồng siêu đỉnh, tay bồng cánh dơi chốt vải nặng tay là rất xịn. Rêu xịn giùm em chi 89.000 đồng. Mọi lấy đi, nó lấy hồi hết siêu phẩm rồi đó mọi người, không còn siêu phẩm nữa đâu mọi người ơi, người lấy đi chứ không hết á. Size S, size M nha mọi người. Mọi người nói em like sao lại nói gì, ví dụ hôm nay em like đẹp, giá hơi nhỉnh tí xíu là mọi người biết rồi, giá cao tất nhiên là đẹp siêu phẩm rồi. Đó, chị nào mà thích hàng đẹp, hàng siêu phẩm thì lấy tay này đi. Tới hồi chờ em chia hết hàng đẹp rồi, em chia lô em chia sale rồi mấy chị mua về mấy chị lại không ưng mà siêu phẩm. Mấy chị mua siêu phẩm xong mấy chị thích em chia về những siêu phẩm đó. Xong lâu lâu mấy chị vô sale là mấy chị săn được giá rẻ, đôi khi nó có rất là nhiều hàng em sale luôn, siêu phẩm rất là làm sale lỗ luôn mà. Lâu nó sẽ có bị những con nó cũng không đẹp mấy chị không ưng lắm đúng không? Lâu lâu cũng bị chứ không thể nào 100% được. 50 kg chị nào thích siêu đẹp thì lấy con Yola này đi. 50 kg đổ về, dáng cờ rất tốt mọi người ơi, con này bán đẹp cho mọi người là 69.000 mã 47. 69.000 lên mã 47. Điền ha. Mã 47 giùm em 69.000 lên 47. Lên 47 mấy chị yêu ơi. Rồi, lên cho mọi người tiếp theo một con ngắn tay duy nhất này. Lấy luôn nè, Freesize. Freesize giùm em mọi người ơi, siêu đẹp cho mọi người luôn nha. Quá đỉnh luôn, đỉnh không? 69.000 lên giùm em mã 18. Chị đã lấy con này may mắn chiều bị nè, mã 18. Bố phải với chị Phúc Tiết. 18, 69.000 đồng. 18, 69.000 luôn mã 18. Lên mọi người một em ma trắng. Tiếp mọi người, ai mọi người đắp chiếu gì? 18 chị Jenny Tan. Đắp chiếu gì mọi người, xỉ tè luôn, resize mọi người nha. Resize xỉ tè đắp chiếu siêu đẹp luôn. Đó, đắp qua đắp lại gì mọi người. Xin lắp resize con này nhìn em nhắn lên em mã trắng xịn 69.000 mã trắng, màu trắng kem kê và mối tên luôn mã trắng này. Resize mã trắng thì em chi 69.000 luôn mã trắng. For resize mã trắng. Nãy giờ có khách mới từ công bay đến đây mà. Là có từ công bay đây, không một người đúng không? Dạ, và 4969.000 nha chị Thu, 4969.89.000 vài cái chị Thái Hoàng Nguyễn nha. Rồi con này giùm em for resize nam nữ luôn, 70, 75, 80 kg luôn. Resize con này lên mã 80, 49.000. For resize mã 80, 49.000 mã 80. Dài tay lê lê siêu đẹp luôn. Per resize mọi người ơi, 40 đến 58 kg, 60 kg đổ về luôn, chất đẹp và nặng tay, tay hơi luyên. 49.000 lên mã 41. 49.000 lên giùm em chi mã 41 nha mọi người nha, đẹp không? 49.000 lên mã 41. 49.000 lên giùm em chi mã 41 mọi người nha. Em cho mọi người một cái đầm sọc resize mọi người ơi, đẹp chưa? Một em đầm sọc for resize, mã đầm sọc 49.000 mới tin luôn. For resize lên giùm em mã đầm sọc nha mọi người. For resize lên giùm em kia, mã này là mã đầm sọc 49.000 luôn, mã đầm sọc. Resize mã đầm sọc. Một em đen siêu xịn cho mọi người luôn nè, 69.000. Thôi một em đen siêu xịn 40-58 khi đổ về giùm em nha mọi người. Con này lên giùm chị mã đen xịn nha. 49.000 lên giùm em mã đen xịn, đẹp không? Nắm tay bên phải là 49.000 lên mã đen xịn luôn. Đen xịn 49.000. Rồi con trắng nhỏ xinh này 35 kg. Làm sọc cho chị Jerry Quán. 30-35 kg đổ về, con này lên em mã trắng nhỏ 10k. Đẹp mới tinh luôn. Thơm quá, trắng nhỏ 10.000. 30-35 cái hàng của bé bán tặng mọi người. Trắng nhỏ 10k.
Một em vàng siêu đẹp size S size M 40-52kg đổ về đẹp cho mọi người nhá. 69.000 mã vàng lưới siêu đẹp luôn mọi người nhá. Lên giùm em mã vàng lưới để em siêu đẹp S M mã vàng lưới 69.000. 69.000 lên giùm em mã vàng lưới nha. Em có con đỏ đẹp quá cho mọi người luôn nè. Con đỏ siêu đẹp cho mọi người luôn nha. Vừa resize mọi người ơi, một con đỏ lưới siêu mỏng luôn mọi người nha, đẹp chưa? 69.000 con này lên mã đỏ lưới resize. Vừa resize mã đỏ lưới bán tặng mọi người. Vàng lưới chị Bích Hạnh. Mã đỏ mấy lưới. Chị nhớ comment mã tiền giá giúp em nha mấy chị ơi. Mã đỏ lưới mọi người nha, siêu đẹp, lên những chi mã đỏ lưới. Mã tiền giá cho bên chi mọi người, resize con này sang dữ ta. Đẹp không mọi người, sang không? Sao nó có hình con thỏ này, xinh không? Và resize XML luôn, sang lắm mọi người ơi. Hình con thỏ rất sang, đi chơi đi là lạc mít với bot rồi lên là giúp cho nó luôn. 69.000 mã 74 XML luôn nè. Mã 74 mọi người nha, mã 74 giùm em. 69.000 lên mã 74. 69.000 lên giùm em kia mã 74 mọi người ơi. Trời ơi, một cái siêu đẹp cho mọi người size M. Size M đỏ lưới của chị Huỳnh Mỹ Linh. Trời ơi, một cái đầm lưới này mặc đi Đà Lạt là giúp cái mát luôn. Mặc phối tiếp rồi lên các kiểu mọi người ơi. Phối tiếp rồi lên các kiểu là xuất sắc luôn mọi người ơi. Vừa resize đẹp lắm mọi người ơi. Phối tiếp rồi lên nha. Đẹp quá mọi người ơi. Đẹp quá, để em đứng xa cho mọi người. Lại đầm thì em cái canh cái góc nó hơi khó. Đó, đẹp không mọi người. Resize mọi người nha. Con này à, con này không nhầm size M nhưng mà tầm 58 chứ vừa luôn. Con này lên giùm em mã này là mã lưới đen xịn mọi người nha. 89.000 lên lưới đen xịn nha. 74 chốt đi em. 74 cho mọi người. Lưới đen xịn, lưới đen xịn chị nào lấy chị đi. Chị kêu lấy mã 74 lên giúp em số điện thoại nha chị ơi. Lưới đen xịn mọi người ơi, mã lưới đen xịn giùm em ơi. Lưới đen xịn giùm em. Một em trắng tinh tương ở mặt trời luôn mọi người ơi, quá xinh luôn. Và resize con này lên giùm em mã trắng xinh. Mã trắng xinh mọi người ơi, resize 89.000 lên mã trắng xinh resize. Mã trắng xinh 89.000 và resize siêu đẹp. Trắng xinh mọi người nha. Rồi tiếp theo cho mấy chế nữa đây. Cái trên tường hả chị? Ok. Và resize siêu phẩm cho mọi người luôn nha. Resize siêu phẩm mọi người nha. Quá đẹp luôn. Con này đẹp lắm nhưng cái tay bị dính mất tiêu rồi. Lên những em mã lỗi. Resize lên em mã lỗi mọi người nha. 29.000 lên mã lỗi tay. Lỗi tay con này mới tinh luôn. Lỗi cái tay bị dính màu. Dính màu tí xíu mà con này chốt đẹp luôn. Mã lỗi tay nha mọi người. 29.000 mã lỗi tay. Con treo nhiều màu là for resize nha chị. 199.000 nha chị yêu nha. Rồi tiếp theo cho mọi người có một con khác hết like luôn. 55kg đổ về lên giùm em theo nổi cho mọi người. 40-55-56kg mà sắc nách trắng. Sắc nách trắng ha. Sắc nách trắng thì 29.000 một con duy nhất. Sắc nách trắng 29.000 em có một con em bán 29.000 thôi. 199 với chị một túi. Ủa, mua luôn hả? Trời ơi, sao chế mua nhanh dữ chế. Em nói mua vô gì mà chế cũng mua nữa. Hay quá vậy. Đấy, rồi cho em mượn nha chế nha, có đẹp lắm. Hồi nãy em chỉ có nói sơ sơ qua con đó để con đó siêu phẩm với một con nhá. Ta này có một con nhất, xịn nhất luôn á. Rồi tiếp theo resize mọi người ơi, trời ơi con này đẹp quá. Ô đồng cười mấy chế nhớ thì gọi 39 nha em chia nha mấy chế để
chơi để dễ dễ thấy em chi hơn nha. Chơi mấy chơi trong một bên tịch ba á. Rồi tiếp theo cho mấy chơi nè. Resize mọi người ơi, đẹp không? Mọi người con này đẹp không mọi người? 69.000 mã bạc 435 for resize. 435 giùm em mọi người, một con lên móc dài tay lửng lửng nè. 435 69.000 lên 435. Cái kia tôi tưởng à rồi ok chị. Cái chị cái móc đi. Cái này đúng không chị? Còn cái sau là khách chốt rồi nha. Còn cái này nha chị. Rồi đây chị ơi. Rồi mọi người ơi, resize mọi người nha. Quá đẹp luôn nè. 435 cho chị Cherry quán. Vừa resize quá đẹp luôn mọi người ơi. Quá đẹp, quá đẹp. Lên giùm em chi mọi người ơi. 89.000 con này lên em mã xanh ngọc trai. Resize XML luôn, xanh ngọc trai nha. Quá xinh luôn nè. Xanh ngọc trai 89.000 đồng. Xanh ngọc trai 89.000 luôn. Xanh ngọc trai 89.000 luôn nha. Resize tiếp theo cho mọi người luôn nè mọi người ơi. Một em sáng vừa resize. Cánh dơi. Cánh dơi mọi người nha. 69.000 lên giùm em mã cánh dơi. Sáng cánh dơi thôi 449 đi. Tương tác cho mọi người 49 nha. 49.000 lên giùm em chi nè. Sáng cánh dơi. Sáng cánh dơi giùm em chi 49.000 luôn nha. Sáng cánh dơi 49.000 đồng luôn mấy chị. Rồi em có một em siêu phẩm lưới nha mấy chị nè. Một em siêu phẩm lưới hả? Không bộ chị để mấy con lưới siêu phẩm chỗ đây đâu mà. Lưới đầm mấy cái đầm cánh vô này, này kia. Em để nào. Không, em không có đủ dưới. Ủa chị xếp vô chị cất trong siêu phẩm á. Là sao em không thấy cái đó này không? Là sao lúc này em bỏ trong hàng kiểu hàng lõi hàng đuôi á. Cái đó là cái làm lưới cánh vôi mà nhẹn thụng xuống ấy. Nó đẹp lắm luôn á, for resize. Mà chị thấy em không có đăng điêu nó gì, em bỏ trong nó hàng cuối á. For resize. Tao nhìn tao không thấy cái lỗi lầm gì luôn á. For resize mọi người nha, rất đẹp luôn nè. 89.000 con này lên giùm em mẹ 952. 952 89.000 resize. Sơn ngọc trai chị chia lưu quán. 952 89.000 luôn, siêu đẹp. Tiếp theo vừa resize mọi người nha. Vừa resize một con hồng siêu đẹp, mã hồng mọi người nha, mã hồng đẹp chưa. SM năm hồng con này 55kg đổ về thôi. 49.000 lên hồng. 49.000 lên em chị mã hồng, bán tặng tương tác cho mấy chị luôn. Mã hồng siêu đẹp, mã hồng. Em có một con siêu phẩm cho mọi người nè, mọi người lái không? Một em siêu phẩm cho mọi người, em lái luôn. Không lái không, em chị sẽ lái luôn. Con này đẹp, rất đẹp luôn. SML mặc được hết luôn giùm em, dáng crop top siêu đẹp luôn mọi người ơi. Mix với trong váy chữ A đi chơi đi lạc hoặc trong váy dài là nhút cái nách luôn mọi người nha. 99.000 lên 773, dài tay và rất xịn luôn. Mã 773 và resize nha. 773 mọi người nha. 99.000 lên giùm em chi mã 773. Chị Lucky với mã hồng lên giúp em số điện thoại kèm dáng chị ơi. 773 giùm em nha. 773 giùm em. Bảy bảy ba cho chị Cherry quán. Nha, 40-50-52kg đổ về mọi người, đẹp chưa? 49.000 lên mã 461 mọi người ơi. Dài tay ôm body mã 461. 461 mọi người nha, 49.000 đồng. Mã 461. 461 thì em nha, 49.000 đồng. Lên một con lưới cánh dơi siêu đẹp cho mọi người luôn này đó, họ xem nè. Vừa đi xem xem đi. Resize con này lên giùm em mã xanh lưới mọi người ơi, siêu phẩm cho mọi người luôn. 89.000 resize. Mã xanh lưới mọi người ơi, 89.000 resize. Đẹp chưa? SML XL luôn giùm em nha, từ 40 đến 65kg là vừa luôn, mã xanh lưới. Xanh lưới giùm em kia nha. 89.000 đồng lên xanh lưới nè. 89.000 đồng mã xanh lưới luôn nè. Hả? Không em ơi, hết luôn rồi em ơi.
freestyle mọi người nha, quá đẹp luôn. Cây sau đi, cây sau chị sale quần tiếp. Freestyle siêu đỉnh cho mọi người luôn nha mọi người. Qua lại may lắm, qua lại là xuống lắm, không chế nào mà qua mua được mấy quần 10.000 vậy chứ, đúng xuống luôn mấy chứ. Chị Lucky lấy mã hồng lên giúp em số điện thoại nha chị ơi. Quá đẹp luôn mọi người ơi, freestyle quá đẹp, 69.000 đồng, quá đẹp luôn nè. 69.000 đồng lên mã 3, ủa sao bán 36 nha, 376 mọi người nha, 376. Mã gì em? Mã mấy gì để chị đọc nha, mã chị lấy 376 như bắt lông lên đó, 376, 69.000 đồng. Mã mấy gì để chị lấy chứ không là lộn nha. Đang lọt lại sự phẩm với ông nha. Tiếp theo một con rất top siêu đẹp mọi người ơi, resize siêu đẹp cho mọi người luôn nha mọi người ơi. SML 40-58 60kg đổ về mọi người nha, 40-58 60kg đổ về một dùm em, con này rất xinh luôn. 69.000 đồng mã 17, 69.000 mã 17 mọi người ơi, hàng rất đẹp, con này đẹp lắm, dáng còn rất top nè. Mã 17 mọi người nha, mã 17 giùm em, quá đẹp, mã 17 giùm em luôn. Đầm hồng là cái gì em? À cái đầm hồng đó hả? Cái đầm hồng size S nha chị yêu nha, 50kg đổ về 49.000. Ủa gì 49.000, à hơi 49.000 được. 376 cho chị chia đi quán. Con này lên giùm em, mã này là mã cái đầm nó làm nên sale luôn cho mọi người á. Có 40-50kg đổ về 49.000, con này lên em mã trắng cổ vuông. Trắng cổ vuông mọi người nha, trắng cổ vuông 49 nha, trắng cổ vuông. Đó, 17 khách số đó. 17 chị Hiền Lan. Đây là 6 rồi, không nói gì. Đây là 6 rồi, không nói gì. Em lọc lại á. Nè em móc cái bảng này, bảng này, bảng này. Freestyle lên giùm em mã hồng treo tường, lấy thì lên giùm em chi mã hồng treo tường nha chứ. Chứ lấy thì lên hồng treo tường. Lên mã kèm giá kèm số điện thoại giúp em. Mã giá số điện thoại giùm em khách mới nha mấy chứ. Họ đẹp lắm luôn ấy. Rồi bình luận tương tác giùm em chi mọi người nha. Khách nào chưa theo dõi trang bay chính em chi nhớ theo dõi nha. Chị Tinh đọc đây. Tinh Tinh qua theo dõi trang bay chính nha chị Tinh Tinh ơi. Resize con này lên đi mã xám nha, 49.000 mã xám Tinh Tinh. Tinh Tinh theo dõi bay chính nha chị, đi tới hồi chị còn nhiều khi chị like quần cho không like vô trong bay em đang coi đâu. Hồng treo tường giá 49 chị ơi. Chị cái bay em đang coi nó hay bị ổng comment, với lại là nó kiểu như là lâu lâu la không chứ tường với chị My Khuế, chị la có anh thấy của mình, chị thấy gì khách bình luận không thấy luôn, khách bình luận vô coi thấy mất tiền bình luận không thấy, lâu lâu chửi thì thấy thôi chứ của bình luận họ chốt thì không thấy nha, lâu lâu kêu là hỏi không trả lời chửi thì thấy mà tới khi người ta chốt hàng thì không thấy, khổ vậy cho nên là like vu vơ trong bài đó thôi chết. Chế nên nhớ bài mà chính nha, mấy chế vừa resize nè. Resize cánh dơi con này sang không mọi người? Lên dạng chi mã sang mọi người, 69.000 SML 40-50, 60-65 cái độ về luôn, 48-65 cái là mặt sang. Mã sang nha, 69.000 mã sang, 69.000 mã sang, 49.000 nha, Mi khóe ơi, 49.000. Rồi SML nha, 40-50kg độ về, chuẩn bị giờ chị, chuẩn bị bên em đang khui lô đầm nữa, mọi người nhớ vô nha. Đầm là em chi đang sale mới có giá đó. Còn bữa giờ bữa em khui thì giá 799.000 thôi, nhưng mà đẹp lắm. 50kg đổ về size S size M này. Đó. Đẹp chưa mọi người ơi? Lên giờ em chi mã này là mã lên giờ em chi mã 529 mọi người, 69.000 529. Cái vàng xanh treo có bán không em hả? 529 bán hết, bán rồi chị khách chốt rồi, 529 69.000 mã 529. 529 69.000 đồng nha mấy chị. 529 giùm em chi 69.000 đồng mã 529 giùm em luôn. Em lên tiếp theo cho mọi người một em vàng cánh dơi siêu phẩm luôn nè mấy chị. Freesize một em vàng cánh dơi siêu đẹp cho mọi người luôn nha. Đẹp chưa? Resize xuất sắc. Freesize mọi người ơi, mã này là mã vàng cánh dơi rất đỉnh luôn.
Pearl Resize mã vàng cánh dơi hông lên này, chị không có lai đầm em yêu ơi. Có đầm Montague nhưng mà có lẫn biết cái thôi. Rồi vàng cánh dơi giùm em con này siêu đẹp, mới cứng luôn giùm em mọi người nha. 69.000 đồng đi. 69.000 đồng lên vàng cánh dơi giùm em luôn. Vàng cánh dơi giùm em đi 69.000 đồng rồi. Tiếp theo một em rút dây đỉnh của shop nè. Một em rút dây đỉnh của shop nè mấy chế ơi, đẹp chưa? Rồi SML mọi người nha, SML rút dây resize luôn luôn nè mọi người. Pearl resize rút dây siêu đẹp cho mọi người luôn nha. Quá đẹp luôn, mọi người thấy đẹp không? 89.000 đồng mọi người. Lên đã siêu phẩm hồng. Resize 89.000 đồng lên dùm chi mã siêu phẩm hồng nha mọi người ơi. Siêu phẩm hồng 89.000 đồng mã siêu phẩm hồng. Mã siêu phẩm hồng dùm em nha, siêu phẩm hồng. Lên tiếp theo cho mấy chế một em crop top. Mọi người thấy em không mọi người ơi? Em thoát ra vô lại nha. Thoát ra vô lại nha mấy chứ. Em thoát ra vô lại nha. Chị nào mình thấy em thì mình chấm lên cho em đi. Để em kiểm tra thử là có tương tác hay không rồi em vô lại nè. Vô lại chút xíu nè. Siêu phẩm hồng cho chị chia riêng quán. Và cái mấy chị qua cái line mới coi dựng chi nha.